Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News sẽ Thanh Tùng ngày hôm nay, chúng tôi mang đến quý vị phần thông tin mới. Đó là quận hạt Santa Clara, nơi có thành phố San Francisco, à không, nơi có thành phố San Jose, là nơi mà bắt đầu khám phá trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Xin nhắc lại, phát giác ra trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại quận hạt Santa Clara. Và trường hợp này là trường hợp đã đi du lịch ra khỏi tiểu bang nhưng chỉ du lịch quanh quẩn trong nước Mỹ mà thôi. Bây giờ trở về lại thì bị nhiễm bệnh. Và ngày hôm nay chúng tôi mới đến quý vị từ câu chuyện nhiễm biến thể Omicron đầu tiên của quận hạt Santa Clara. Chúng ta tìm hiểu xem, thế thì cả tiểu bang Cali cho đến giờ phút này đã có bao nhiêu trường hợp nhiễm biến thể Omicron rồi? Và những trường hợp đó xảy ra ở những nơi nào, ở những quận hạt nào của California? Sau đó, chúng ta nhìn rộng ra hơn một chút. Hôm nay thì CDC lần đầu tiên cho phổ biến những thông tin mới nhất liên quan tới những người nhiễm biến thể Omicron trên toàn nước Mỹ. Và cho Thanh Tùng nói trước, có một chi tiết mà khiến cho Thanh Tùng khi đọc bản tin này á, Thanh Tùng cũng ấy nấy cũng cũng lo lo. Đó là trong số 43 người Nhiễm biến thể Omicron trên toàn nước Mỹ Tính cho đến giờ phút này Thì quý vị tin không Có 34 người trong số đó Là đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ rồi Vậy trong số 34 người đã chích ngừa đầy đủ rồi Mà vẫn nhiễm biến thể Omicron đó Có 5 người Đã có chích liệu booster luôn rồi Nha quý vị Chuyện gì xảy ra Trong những ngày vừa qua Dự đoán gì Trong những ngày sắp tới sẽ là nội dung chính của tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Tuy nhiên trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ của chúng tôi vào giờ này. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Saint Trimor tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt và gỏi vịt, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm mềm Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Thông báo của công ty Ly gửi tiền lẻ và Ly gửi quà, hiện tại Sài Gòn đã bỏ lệnh phong tỏa dịch vụ vận chuyển hàng sẽ nhanh hơn và được giao tận tay người thân của quý vị. Dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn đã trở lại bình thường, nghĩa là tiền sẽ được giao trong vòng 24 giờ tùy theo quý khách lựa chọn chuyển vào tài khoản hoặc giao tận nhà. Ly gửi tiền lẻ trên đường Thu Ly Road 408 270 1027. Ly gửi quà trên đường Abon Road trong chợ Maxim 408 528 6789. Ly gửi quà Milpitas trên đường Capital Avenue, chung khu thương mại với chợ Mekong tức chợ đại chúng cũ 408 586 9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Quận hạt Santa Clara là nơi mà có thành phố San Jose, Milpitas, Santa Clara, Morgan Hill, Gilroy đó. thì vừa xác nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên vào ngày hôm nay thứ 6 là ngày 10 tây tháng 12. Đây là loại biến thể đáng lo ngại là bởi vì nó lây nhiễm rất nhanh, nhanh hơn so với biến thể Delta. Thưa quý vị, các viên chức y tế của quận hạt Santa Clara cho biết là người vừa bị nhiễm biến thể Omicron của quận hạt á, là cư dân đang sinh sống ở đây, ngay quận hạt này, và là người đã chích ngừa đầy đủ rồi, đã chích đầy đủ fully vaccinated rồi. Ông này đi đâu đó ra khỏi tiểu bang Cali, đi chơi, đi du lịch, nhưng mà không có ra khỏi nước Mỹ nha chỉ có ra khỏi tiểu bang, đi chơi đâu đó rồi giờ quay trở về, mang theo biến thể đáng lo ngại này về giới dùng B area đặc biệt là nghe tại quận hạt Santa Clara. Và hiện bây giờ, người này đang tự cách ly. Thế thì, giới chức y tế quận hạt Santa Clara nói gì? Tiến sĩ Sarah Cody là giám đốc của cơ quan y tế công cộng quận hạt Santa Clara nói như sau. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về biến thể này, nhưng chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả mọi người hãy đi chích ngừa và hãy chích liều booster nếu như quý vị chưa làm điều đó để giúp chống lại biến thể Omicron. Ngoài ra, tiến sĩ Sarah Cody còn lên tiếng nói tiếp như sau: "Đây là một loại biến thể mới, nhưng chúng ta biết chắc phải làm gì và đó là phải tiếp tục tạo ra nhiều lớp khác nhau để bảo vệ mình, bao gồm đi chích ngừa, chích liều booster, đeo khẩu trang, cải tiến hệ thống thông thoáng không khí trong nhà ở nơi làm việc, giữ khoảng cách an toàn và đi xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Đó là phần lên tiếng từ giới chức y tế quận hạt Santa Clara sau khi có tin là quận hạt xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Thưa quý vị, thật ra thì các viên chức y tế công cộng của quận hạt Santa Clara cũng đã tiên đoán từ lâu rồi. Là sớm hay muộn thì sẽ có trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại địa phương của mình. Và thưa quý vị, quý vị nhớ rằng là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên của cả nước Mỹ đó là câu chuyện vào hôm 1 tây tháng 12 vừa qua. Sau khi có một người vừa đi du lịch ở bên Nam Phi trở về lại phi trường San Francisco vào hôm 22 tây tháng 11 và rồi sau đó có các triệu chứng của COVID-19 đi xét nghiệm vào hôm 29 tháng 11 để rồi 1 tháng 12 cho kết quả là nhiễm biến thể Omicron. Đó là trường hợp đầu tiên của cả nước Mỹ trong riêng vì cô tiểu bang Cali nhiễm biến thể Omicron. Và trường hợp đó là ngay tại San Francisco, ngay tại vùng B area. Thưa quý vị, một ngày sau đó, tức là ngày 2 tây tháng 12, thì biến thể Omicron được báo cáo tại nhiều tiểu bang khác nhau từ Đông sang Tây của nước Mỹ. Cơ quan CDC, tức là Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cho tới bây giờ, báo cáo là biến thể Omicron đã có mặt tại 23 tiểu bang. Tức là đã có 23 tiểu bang trên toàn nước Mỹ bây giờ báo cáo có ít nhất một trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Trong ngày hôm nay thứ Sáu, 10 tháng 12, thì CDC lần đầu tiên cho phổ biến hàng loạt các chi tiết mới về sự lây nhiễm của biến thể Omicron trong tuần lễ từ 1 tháng 12 cho tới 8 tây tháng 12. Hôm nay mình là ngày 10. Thì đây là những thông tin được thống kê từ 1 cho đến 8 tây tức là nó mới toanh. Nóng hổi, vừa thổi, vừa nghe. Và đây là những thông tin mà mọi người đều trông đợi. Những thông tin mà nó sẽ giúp cho mình hiểu thêm về việc những ai đã nhiễm biến thể Omicron trong thời gian vừa qua và họ nhiễm ra sao quý vị. rồi bây giờ Thanh tôi bắt đầu mang đến quý vị một số các nội dung chính trong cái bản phổ biến của ngày hôm nay của CDC nha quý vị. Báo cáo cho biết bây giờ trên toàn nước Mỹ thì có khoảng 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron tính cho đến ngày hôm nay nha quý vị. Sau hôm nay thì quý vị thấy con số sẽ còn leo thang hơn nữa. Nhưng tính cho đến bây giờ thứ sáu, 10 tháng 12 nước Mỹ có 43 trường hợp. Trong khi 10 ngày trước đây thì mình mới chỉ có một trường hợp đầu tiên. 9 ngày sau mình có 43 trường hợp. Trong 43 trường hợp đó đó có gì thì có 25 người là trong độ tuổi từ 18 cho tới 39. Cái ngày đầu tiên mà nước Mỹ khám phá ra có người có triệu chứng của nhiễm biến thể Omicron là ngày 15 tây tháng 11. Như vậy có nghĩa là biến thể Omicron đã xuất hiện tại Hoa Kỳ sớm hơn là chúng ta dự đoán. Rồi, trong số những người bị nhiễm biến thể Omicron đó, có bao nhiêu người đã có chích ngừa đầy đủ, có bao nhiêu người đã chích liều booster? Đây là điều mà mọi người đang quan tâm. Thanh Tùng sẽ trình bày với quý vị sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng người đến phần 2 tiết mục Hot News sẽ Thanh Tùng. Ở phần 2 chúng tôi tiếp tục mang đến có gì? những thông báo và những phát hiện ra từ CDC trong 8 ngày vừa qua về tình trạng lây nhiễm của biến thể Omicron trên toàn nước Mỹ. Những ai bị nhiễm biến thể này, bao nhiêu số người trong xã hội đã chích ngừa đầy đủ, bao nhiêu trong xã hội đã chích luôn cả liều booster mà vẫn bị nhiễm về tình trạng sức khỏe của những người bị nhiễm biến thể Omicron bây giờ ra sao. Nhưng trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xác Grand Century San Jose. Chế đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. Trung tâm thuế vụ hàng lê, chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ diện Beauty Image San Jose, Do đường của bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. 7297 Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Trung tâm phục vụ Việt Mỹ VASC thuộc hạt Santa Clara, tòa lạc tại 2410 Center San Jose, sẽ mở cửa để phục vụ cộng đồng vào thứ Hai 13 tháng 12 năm 2021. Ở giai đoạn ban đầu, trung tâm sẽ mở cửa với các dịch vụ giới hạn. Các dịch vụ trong giai đoạn này bao gồm giúp điền đơn, xin hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp, giúp đỡ các vấn đề liên quan đến sức khỏe hành vi, tâm trí, giúp ghi danh bảo hiểm y tế, crowdfest và các quyền lợi khác, hỗ trợ cô lập và cách ly vì COVID-19, vân vân. Nhiều dịch vụ khác sẽ mở thêm trong năm sắp tới bữa ăn dinh dưỡng cho người cao niên sẽ phục vụ từ 11 giờ 30 sáng đến 1 giờ chiều, bắt đầu từ thứ hai, 13 tháng 12. Vui lòng ghi danh bữa ăn bằng cách gọi điện thoại 408 946 8777. Việc ghi danh là bắt buộc. Trung tâm phục vụ Việt Mỹ mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 408 828 4981 hoặc gửi email tới vasc o sccgov org Thưa quý vị, cho thanh tổng thưa rằng là trong số 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên toàn quốc thì có 25 trong số đó trong độ tuổi từ 18 cho đến 39. Cái ngày đầu tiên mà nước Mỹ khám phá ra trường hợp có người có triệu chứng của biến thể Omicron là ngày 15 tây tháng 11, tức là sớm hơn nhiều so với những gì mà chúng ta dự đoán. Bây giờ mình nhìn lại mốc thời gian. Một tây tháng 12, mình mới báo cáo là có người đầu tiên nhiễm biến thể Omicron bên tiểu bang Cali, là người này từ bên Nam Phi trở về là 1 tháng 12. Nhưng trên thực tế đó, thì mình đã bắt đầu nhận thấy triệu chứng của biến thể Omicron trên toàn nước Mỹ là kể từ ngày 15 thì tháng 11. Tức là trước khi mình có trường hợp đầu tiên bị nhiễm bệnh và đi cho thấy rằng là Omicron đã có trên lãnh thổ của nước Mỹ từ trước rồi có gì. Chính xác là ngày nào thì mình không biết. Nhưng nó đã có từ rất sớm rồi. Nó không như mọi người uh, tiên đoán trong thời gian sau này. Rồi, bây giờ trong số 43 trường hợp bị nhiễm bệnh thì có 34 người là đã có chích ngừa đầy đủ. Đã có chích ngừa COVID-19 đầy đủ rồi. 43 người nhiễm thì 34 trường hợp đã chích ngừa đầy đủ vaccine COVID-19 rồi. Đầy đủ có nghĩa là làm sao? Thanh Tùng đã nói với quý vị rồi. Đầy đủ có nghĩa là chích đủ hai liều của Pfizer. Đầy đủ có nghĩa là chích đủ hai liều của Moderna. Đầy đủ có nghĩa là chích đủ một liều của Johnson Johnson. Thì mình mới gọi đó là những người chích ngừa đầy đủ. 34 người đã chích đủ đã chích đủ vaccine vẫn bị dính biến thể Omicron nha quý vị. Nè. 34 trong tổng số 43 là cái cái tỷ lệ rất là cao đúng không quý vị? và hầu hết á, những người này nè là đều là đã có chích ngừa ít nhất là 14 ngày trước khi họ bắt đầu ngã bệnh hay bắt đầu có kết quả dương tính tức là họ đã chích ngừa ít nhất 14 ngày sau họ mới dính bệnh nhưng mà lúc mà đi chích ngừa thì có vị nha giải thích làm sao sau khi có việc chích liều thứ nhì xong cơ thể của mình sẽ được vaccine nó kích hoạt cho hệ thống kháng thể và cơ thể mình cần bao nhiêu có gì? 14 ngày. Sau 14 ngày đó thì cơ thể đã bắt đầu có kháng thể để chống lại các biến thể của COVID-19. Đúng không quý vị? Khi mình đi chích ngừa thì mình đã được giải thích như vậy. Vậy mà bây giờ ba, 34 người mà đã chích ngừa đầy đủ này rồi họ đã chích 14 ngày trước ít nhất 14 ngày sau thì họ lại bị dính bệnh, tức là không có ai mà bị dính sớm hơn 14 ngày hết á. Ít nhất là 14 ngày trở đi họ mới mới họ mới dính bệnh, tức là đã đủ thời gian để kích hoạt hệ thống kháng thể rồi mà vẫn bị dính bệnh. Nên Thanh Tùng muốn dừng lại để giải thích thêm cho quý vị về sự lây nhiễm của biến thể Omicron. Nó nó lách vắc ra sao. Nhiều quý vị. Trong số trong số 34 trường hợp chích ngừa đầy đủ rồi mà vẫn nhiễm biến thể Omicron thì quý vị biết trong số đó đó là có 14 người đã được chích liệu booster rồi. 14 người đã chích liệu booster rồi mà vẫn dính biến thể Omicron. Nghe quý vị, nghe quý vị. Rồi, năm trong số năm trong số những người mà chích liệu booster đó họ bắt đầu bị bệnh ít nhất 2 tuần lễ sau khi họ chích liệu booster. Chích booster xong, ít nhất 2 tuần lễ sau thì họ mới bị nhiễm biến thể Omicron. Thì có nghĩa là sao? Đã chích booster rồi thì mình cũng đã được dặn là, là cho 14 ngày sau đó thì cơ thể mới đủ kháng thể. Ấy vậy mà đã chích liều booster 14 ngày sau rồi, vẫn nhiễm biến thể Omicron. Nhèo quý vị. Ok. Đây là điều mà tất cả mọi người sẽ phải quan tâm. Rất là quan tâm luôn. Rồi. Bây giờ cái đó là câu chuyện của những người đã chích người đầy đủ Bây giờ quý vị hỏi thanh tồn thế Những người đã bị nhiễm COVID-19 trước kia Đã khỏe lại rồi Có ai bị dính lại biến thể Omicron không? Dạ có luôn quý vị Có luôn Khoảng 6 người trước kia đã bị dính COVID-19 rồi Khỏe rồi Cơ thể đã có kháng thể tự nhiên rồi bây giờ vẫn bị nhiễm trở lại COVID-19 và đặc biệt là dính biến thể Omicron. Ok. Rồi, vậy thì nãy giờ Thanh Tùng kể của vị nghe tiêu kia thấy đủ 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 mặt các ngôi sao hết trơn trong một đại nhạc hội nhiễm biến thể Omicron này. Chích ngừa rồi cũng dính. Chích booster rồi cũng vẫn dính. Trước kia bị nhiễm bệnh đã khỏe rồi bây giờ vẫn dính. Ok, đó là thông tin mà chúng ta có từ CDC phổ biến vào ngày hôm nay thứ sáu. Rồi bây giờ triệu chứng chung của những người bị nhiễm Omicron là gì? Triệu chứng chung nha quý vị đó là ho. Thứ nhì, mệt mỏi. Thứ ba, bị khó thở. Và thứ tư là bị chảy mũi. Cái vụ chảy mũi này nó mới lạ nè. Là tại vì cảm lạnh mình cũng chảy mũi. Đúng không quý vị? Hay là gọi là sổ mũi. Rồi bị cấm, mình cũng sổ mũi. Cái dị ứng mình cũng sổ mũi. Thậm chí nghẹn ngào cho một câu chuyện nào đó cũng chảy mũi. Trời ơi, không lẽ bây giờ mỗi lần chảy mũi là bắt đầu phải đi lấy đồ xét nghiệm Covid-19 ra để xem mình có bị nhiễm cái bà biến thể Omicron hay không? nghe quý vị. Thành ra, càng ngày quý vị càng thấy rằng là các triệu chứng nó hết sức thông thường luôn. Mà nếu mà mình coi thường á, mình nghĩ rằng a à, chắc là tôi chỉ bị nhiễm cảm cúm thông thường hay tôi bị dị ứng cho cái chuyện chảy mũi mà quý vị bỏ qua nó cũng có thể là triệu chứng của nhiễm Covid-19 nữa. Đây là điều chúng ta cần nhắc nhở nhau. Ok. Rồi, có ai trong số những người nhiễm biến thể Omicron phải nhập viện không? Dạ thưa có. 43 người bị nhiễm biến thể Omicron trên toàn nước Mỹ thì chỉ có một người là phải nhập viện thôi. Thì người này nhập viện 2 ngày, sau đó khỏe lại rồi cho về nhà. Và dạ tuyệt đối không có bất kỳ một trường hợp tử vong nào tính cho đến giờ phút này sau khi nhiễm biến thể omicron. rồi điều, điều đó có nghĩa là sao? nãy giờ thanh tùng nói, xong vì giờ thanh tùng phải dừng lại để giải thích. Là sao chứng tỏ rằng tất cả các trường hợp nhiễm biến thể omicron triệu chứng nó đều là nhẹ, không trầm trọng đến độ phải nhập viện, không trầm trọng đến độ phải thở máy và không đến nỗi phải đi vô nhà xác. có lẽ thanh tùng đoán là nhờ sự bảo vệ của vaccine. Nhờ sự bảo vệ, dĩ nhiên vaccine không bảo vệ 100%, nhưng ít nhất vaccine nó giúp cho chúng ta không có bị bệnh trầm trọng, không có phải ra nhà xác. Nhờ quý vị, thì quý vị nhìn thấy trong trường hợp này, 43 người bệnh chỉ có một người vô bệnh viện, vô bệnh viện 2 ngày thôi lại đi về rồi đó. Và không có ai tử vong hết trơn. Nhờ quý vị, rồi, bây giờ lây nhiễm bằng cách nào? Đa số 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron này họ lây nhiễm đó là khi họ đi du lịch. Du lịch ra khỏi tiểu bang của mình, du lịch nội địa hoặc là du lịch ngoại quốc. Họ lây nhiễm bởi vì họ có tham dự các sự kiện đông người. Hoặc là họ bị lây nhiễm là do tiếp xúc gần với người thân trong gia đình. Đó là những lý do khiến cho họ bị lây nhiễm. Nghe quý vị. Rồi, cho em trở lại với dùng B area. B area của chúng ta bây giờ đã có, có sau khi có thêm trường hợp của quận hạt Santa Clara, rồi trường hợp của San Francisco, thì có gì có thêm 6 trường hợp khác nữa xảy ra tại quận hạt El Lameda, mà trong đó là có một nhóm 11 nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện cùng nhau đi tới tham dự đám cưới ở bên Wisconsin trở về. Người câu chuyện không tin tưởng có kể ngày hôm qua rồi. Trên toàn tiểu bang Cali cho đến giờ phút này có 14 trường hợp bị nhiễm bệnh nha quý vị. Thì trong đó có 4 trường hợp là có 3 trường hợp tại Los Angeles và một trường hợp tại Long Beach. Rồi, uh, tất cả các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại tiểu bang Cali đều dưới 50 tuổi. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại trên YouTube khi gõ chữ Hot News với Thanh Tùng. Xem xong nhớ cho một cái like, yểm trợ tinh thần. Subscribe để lần sau xem tiếp. Và muốn bảo trợ tiết mục này trên TV gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Chúc quý vị cuối tuần an lành và thật là nhiều may mắn. Hẹn gặp quý vị vào tuần tới.